Chào các bạn yêu mến cờ tướng, hôm nay mình xin trình bày bạn ván cờ Bình Phong Mã Phá Pháo Đầu biến thế số 2. Ván cờ này rất là hay, bên đen đã đi sâu và gài thế để bắt được quân xe của đối phương. Mời các bạn hãy đón xem. Trước tiên bên đỏ sẽ đưa pháo vào trung lộ, sau đó bên đen sẽ phòng thủ đưa mã lên. Kế tiếp bên đỏ phi mã lên, bên đen xuất xe. Bên đỏ xuất xe tạo lên thế. Pháo đầu sẽ được xa, trong khi đó bên đen phi mã lên tạo thế bình phong mã. Kế tiếp bên đỏ sẽ tấn xe xuống bắt tốt đè mã. Và quan trọng là trong trường hợp bên đỏ tấn xe bắt chốt đè mã thì mình sẽ phải nhấn con tốt. Quan trọng nha, mình nhấn con chốt ở bên cánh tay phải. Bên đỏ đi xe bên trái thì mình nhấn nốt ở bên phía tay phải. Lưu ý con chốt nằm ở đây rất là hay là các bạn, chốt nằm ở đây rất là hay mà nó có mục đích dài sau đây sau sau này. Kế tiếp bên đỏ sẽ ra tay phi mã lên, sau đó bên đen sẽ phi tượng lên, rất là hay. Mình phi tượng lên để mình làm nhử mồi cho con xe ăn con tốt của mình nha các bạn. Phi tượng lên nhử mồi cho con xe ăn tốt của mình. Kế tiếp xe đã ăn tốt của mình để bắt mã, và sau đây mình sẽ phi con mã lên, phi con mã lên để dùng con pháo ở bên cánh tay trái, cánh tay phải hỗ trợ cho con mã bên cánh tay trái. Đồng thời con mã nằm ở vị trí này nó sẽ có thể tấn thêm một nước nữa để bắt con mã và bắt con xe, và đồng thời kiềm chế được con xe đi ngang qua các bạn ha, kiềm chế được con xe. Bởi vậy bên đen đã chọn nước đi tấn con tốt xuống, tấn con tốt lên để không cho con mã qua sông, và đồng thời bên đỏ mục đích của bên đó là giữ vị trí tấn công các bạn, giữ vị trí tấn công, không muốn lùi con xe lại, giữ vị trí tấn công. Sau đó để bên bên đen phải tìm cách làm sao để bắt được con xe đỏ thì bằng cách phi con pháo lên ở ngay vị trí này để chuẩn bị lắt ngang qua bắt xe và ăn tự. À, các bạn thấy không, nếu mà bên đỏ mà không 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 chịu phòng thủ thì bên đen sẽ lắp con pháo ngang qua nè, bắt con xe, tại con xe không thể đi ngang qua bên tay trái được, đã có đường của xe, không thể đi ngang qua bên phải, đã có đường của mã, không thể lùi lại, đã có tượng đó, các bạn thấy không. Bởi vậy mình phải dùng bao nhiêu quân, một quân, hai quân, ba quân, bốn quân ở trong vị trí này đó, mới bắt được con xe đó. Bây giờ bên bên đỏ sẽ tìm cách để phá phá nha các bạn, bằng cách phim lấy pháo đầu ăn vào pháo ăn vào tốt đầu của bên đen đó, với mục đích để đổi quân giải vây cho quân xe đen đỏ đó. Mà bên đen đã không ăn con pháo đầu, án binh bất động và phi sĩ lên để phòng thủ. Và sau đó bên đỏ sẽ lùi pháo về bước để giải vây cho con xe các bạn nha. Mục đích của con pháo là lùi một bước để giải vây cho con xe, sau đó pháo mình lắc ngang qua để đuổi con xe, xe lắc ngang qua để bắt lại con mã của mình. Mình dùng con pháo ăn con tướng chiếu tướng đó, sĩ bay lên lắc con pháo mình ngang qua chuẩn bị tạo lên thế pháo góc và pháo dịch. Nhưng mà trong ván cờ này mình sẽ không dùng thế ván dịch mà mình sẽ dùng thế pháo lăn nha, lăn ngang qua con sĩ lăn ngang lại, các bạn sẽ đón xem sau đây. Kế tiếp xe đỏ đã ăn con mã của mình, một con mồi rất là đỡ. Và sau đó mình sẽ dùng con xe của mình, mình dùng con pháo của mình phi lên để đuổi bắt con xe hoặc là con pháo. Sau đó xe đỏ đã ăn tốt của mình, và sau đây mình sẽ dùng con pháo ăn lại con pháo. Trong tình thế này là quân đỏ bắt buộc phải ăn con pháo đầu của mình đó, mình ăn lại con pháo để là mình tạo lên thế pháo đầu nè. Pháo đầu là một hai đó, mình chỉ cần thọc con xe xuống dưới là con tướng nó sẽ bị chết đúng không. Dùng thiên địa pháo, một pháo đầu một pháo góc, thiên địa pháo phải bắt buộc bên đỏ phải ăn con pháo của mình. Bên đỏ sẽ không ăn pháo của mình lại ha. Ok. Và sau đây ván biến trước là bên đỏ ăn pháo của mình, ván này là mình bên đỏ sẽ lùi lại. Ok. Kế tiếp mình sẽ đưa xe xuống dưới chiếu tướng, sĩ hạ, mã hạ xuống, mã hạ xuống
sĩ hạ xuống thì không được, mã hạ xuống, sau đó mình dùng pháo mình ăn luôn. Đó. Kế tiếp bên bên đỏ sẽ đưa xe vào để cản trở cái đường rút được con pháo, để cản trở con pháo đầu của mình, và sau đó mình sẽ dùng con pháo ăn vào con sĩ của mình chiếu tướng, dùng tạo lên thế pháo lăn nha các bạn. Đó, thế pháo lăn rất là độc, chiếu tướng bắt con xe, các bạn thấy không, sĩ phải hạ xuống và sau đó mình dùng con pháo mình ăn con xe chiếu tướng. Đây là ván cục Bình Phong Mã phá pháo đầu biến thế số 2. Ván cục này đã được kết thúc, và để coi tương quan lực lượng thì bên đỏ còn 2 xe, 2 pháo, 1 mã, trong khi đó bên no, no bên đen còn 2 xe, 2 pháo, 1 mã, trong khi đó bên đỏ còn xe pháo mã, bởi bên đen sẽ cao thế hơn và sẽ thắng được quân đỏ. Đây là ván cờ trong cuốn Quất Trung Bí biến số 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn chơi cờ tướng vui vẻ.